Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái combo chế xe 3 bánh xe máy thành xe 3 bánh xăng. Bộ này tiêu chí là nhỏ gọn nhẹ, tải trọng dưới 350 kg, giá thành thì rẻ. Đấy, phù hợp với lại nhu cầu chở hàng nhẹ và đi chơi. Đấy, bộ này thì giá chỉ hơn 3 triệu thôi. Và cấu hình thì dẫn là đồ xịn các bạn nhé. Mặc dù là rẻ nhưng đồ thì không hề ra rẻ tiền đâu các bạn ạ. Đấy, bánh xe thì vẫn cứ trang bị là lốp 90/90-12 đây. Đấy. Nhíp thì vẫn là nhíp hàng nhập 4 lá. Đấy, có gân này. Nhíp gân 4 lá dài 50 cm nhé. Đũa phanh, phanh tay và phụ kiện rất là đầy đủ. Đấy. Số lùi này, hai trục cá đăng, hai khớp trượt, 12 bộ cao su, 12 cao su, vẫn đu nhíp đầy đủ các bạn nhé, vẫn cứ đu nhíp đẹp, mõ nhíp, đấy. Gối đỡ, gối tĩnh, mặt bích dày, quang nhíp tất cả đều là ốc chống trôi nhé, cây cầu thì led như Soli luôn, đấy. Tambua 180 nhé. Chiều rộng cầu là bên em có các cỡ từ 80, 70, 80, 90, 1m, 1m1 và 1m2 nhé. Còn lại tất cả các bạn mua những cái loại dài hơn thì nó sẽ là cầu cân 1m3, 1m4, 1m5, 1m6. Đấy. Bộ này thì giá tương đối là rẻ thôi. Các bạn có quan tâm thì có thể nhắn tin Zalo cho bên em là 0983 818-955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký cho em một subscribe, và đừng quên bật cái chuông thông báo tất cả lên để khi em đăng video sản phẩm mới lên thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.